mua cái áo phục hồi 40, trúng độc 17, nội lực 75, kháng băng 17, trúng độc 30 mà lại được còn tặng kèm thêm quả nhẫn choáng 20, sinh lực nội lực. Thơm 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 thơm. Mua cái áo này với giá 5 kim kèm cái nhẫn nữa. Áo quá ngon anh em ạ, áo đẹp được. Xác nhận lên. Cảm ơn anh nhá, cho em cái số Momo nha anh Giai. Mặc vào luôn xem nào. Có vi phong luôn, nhìn cũng ngầu đấy. Ngầu đấy, có vi phong luôn. Được anh. Áo này em mua với giá là cái áo cũ em mua với giá 500 xu anh em ạ. Đấy, áo cũ mua với giá 500 xu phục hồi 40 kháng băng 4. Đấy, thay cái nhẫn này. Đấy, là có mốc làm choáng 40. Là amazing. Đấy. Thế là đồ cũng hòm rồi đấy. Kiếm cái ngọc bội kháng lôi nữa, kiếm ngọc bội kháng lôi cao cao tí nữa. Là cũng ok, kháng hỏa thì cũng không cần thiết lắm. Giờ cũng ok rồi, mặc đúng năm hành rồi. Đấy, đồ cũng mòm đấy, đồ cũng ok đấy, bây giờ là đồ VIP so với bây giờ đấy anh em ạ. Choáng 40, chậm 70. Kháng lôi 36, bây giờ kháng hàn 13 rồi. Anh em ạ. Cho em cái số Momo lên kênh like nhé. Cảm ơn anh nhá. Mua với giá 5 kim nha anh em.